Bật hết cam đi các em. Thầy điểm danh nhá, mấy bạn Thái này, Phúc, Phước này, Tiến Sơn này, Thanh Tùng này, Huy Hoàng này, cơ số nữa, bật cam lên các em. Thầy điểm danh này. À em ơi thầy, anh Vũ Ngọc Phương, anh xin phép thầy là điểm danh slot này, bởi vì chỗ anh ấy đang bị mất cắp nên là anh ấy đang bị triệu tập đột xuất đấy ạ. Nên là anh ấy bảo là anh ấy đã đột ngột quá không thể mail được cho thầy, nên là xin thầy điểm danh tiếp này ạ. Vũ Ngọc Vương này. Dạ vâng ạ. Nào mày chịu thầm mất cấp. Dạ vâng. Thế em bật cam từ nãy mà. Em dùng hai thiết bị mà thầy. Đấy, em nhìn thấy chưa? Tối đấy. Rồi, Nguyễn Quảng.
Tấn Thuận. Em có. Tú Quỳnh. Bình Minh. Có. Cao Chí. Có. Doãn Minh. Trời ơi, Tú Quỳnh có đấy. Có. Ừ, có đấy. Nhưng Bích vẫn nhỏ. Đấy. Nhỏ á? Doãn Minh. Có. Mạnh Cường. Có. Trung Hải. Có. Quốc Vượng. Em có. Vi Linh. Có. Long Vũ. Có. Quốc Long. Có. Vi Bách. Sơn Tùng. Có. Xanh Linh. Có. Ngọc Tín. Có. Nam Hải. Có. Việt Anh. Bên có. Quang Phước. Phước có. Tất Duy. Có. Khánh Luân. Có. Thái Dương. Có. Tiến Anh. Việt Khánh. Có. Văn Hiếu. Hiếu có. Quang Minh. Có. Quang Thái. Có. Việt Hoàng. Có. Hữu Duy. Thành Đạt. Có. Đinh Sáng. Có. Duy Bách. Có. Ngọc Hà. Có ạ. Thanh Hùng. Có. Sơn Hải. Em có. Thu Hà. Hoàng Yến. Có. Anh Tuấn. Đức Dũng. Trần Hoàng. Đan Trường. Có. Quang Huy. Có. Hoài Bảo. Diệu Linh. Có. Phi Long. Kỳ Anh. Hồng Sơn. Có. Bảo Duy. Có. Huy Hoàng. Có. À thế Kỳ Anh có ạ, tại vì em vừa bị lag. Trọng Nhân. Có. Minh Hoàng. Minh Hiếu. Có. Chim Mai. Có. Thanh Tâm. Có. Hải Hà. Có. Xuân Thắng. Có. Phương Anh. Có. Xuân Minh. Em có. Việt Cường. Em có. Trần Đức. Em có. Duy Long. Dạ vâng có. Thanh Tùng. Có. Xuân Trường. Có. Sơn Tùng. Có. Ngọc Vương rồi. Trọng Duy. Có. Tiến Sơn. Đã có. Thanh Toại. Có ạ. Ngọc My. Thanh Tùng. Có ạ. Rồi, còn bạn nào không? Okay, thầy điểm danh lại cho Phi Long. Em vừa bị rơi vào. Thu Hà với cả Di Long nhỉ? Phi Long nữa thầy ạ. Cả Kỳ Anh nữa thầy ạ. Kỳ Anh rồi. Phi Long. Điểm danh giúp em Nguyễn Anh Tuấn. Anh Tuấn vừa vào. Mà nào thầy không? Điểm danh cho Diệu Linh chưa ạ? Diệu Linh á? Vâng ạ. Linh, thế mà bạn Bảo Duy bảo là bạn đi xin nghỉ. Ơ, em xin nghỉ đâu thầy, lúc nãy em bảo có mà. Em đang đeo tai nghe, em sợ thầy không nghe rõ. Thầy có nghe thế mà. Vâng ạ, ok ạ. Còn bạn nào nó không nghe em nhỉ? Alo, thầy ơi, thầy... cho em với thầy ơi. Đức Dũng. À vâng, nãy mic em, loa em bị vấn đề nên em mới vào lại. Đức Dũng rồi. Cảm ơn. Bạn nào nó không nhỉ? Điểm danh cho Tú Quỳnh chưa ạ? Quỳnh sao mic em nãy bế thế nhỉ? Nãy em vừa out ra vào lại ạ. Bây giờ mới được. Bây giờ nghe thấy rõ này. Còn bạn nào nữa không?
thời điểm danh em Nguyễn Anh Tuấn. Anh Tuấn rồi. Quỳnh không một cam mà em. Nam Hải không một cam à? Quỳnh đang đi đâu nữa? Rồi ok nhá. Các em nhìn lên trên màn hình của thầy cái đấy. Các em nhìn thấy thầy set ở trên em đấy không? Có nhóm thuyết trình và nhóm phản biện ở đây. Có nghĩa là ví dụ đây nhé, nhóm 3 là nhóm sẽ thuyết trình, còn nhóm 1 sẽ là nhóm phản biện. Các em vào phần inside thì các em sẽ thấy comment của nhau. Đấy. Nhóm 7, nhóm 5, 4, 8, 10, 9, 9, 2. Như vậy nhóm 9 vừa nhìn thấy được nhóm 2 và nhóm 10 đấy. Đấy, các em nhé. Đấy là vào phần inside để các em comment. Còn bình thường các em cứ ở phần outside nhé. Đấy. Ui, có những bạn đã đọc rồi này. Rồi. Hôm nay là buổi thứ mấy của lớp mình nhỉ? Buổi thứ 5. Buổi thứ 5 của lớp mình là nhóm mấy các em nhỉ? Dạ, nhóm 3 bọn em ạ. Nhóm 3, ok. Vâng. Xin mời nhóm 3. Dạ, vâng ạ. Vâng, thì đầu tiên là chào mừng thầy và các bạn đã đến với slot 5 ngày hôm nay. Và nhóm 3 đại diện cho cả lớp thì nhóm 3 hôm nay sẽ trình bày cho mọi người về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc. Và đầu tiên thì giới thiệu một chút về nhóm. Thì nhóm em gồm có 7 người, là em Duy Long, nhóm trưởng. Có anh Vũ Việt Cường, bạn Nguyễn Tiến Sơn, bạn Đoàn Sơn Tùng, anh Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Trọng Duy và anh Phạm Mai Sơn Tùng. Và những mục chính của ngày hôm nay bọn em sẽ trình bày cho mọi người thì đầu tiên đó chính là tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. Phần thứ hai là cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Phần thứ ba là cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Phần thứ tư là lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. Phần thứ năm là cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Và phần cuối cùng là cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực. Và để đi sâu hơn về những vấn đề này, chúng ta sẽ đến về vấn đề đầu tiên là tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. Thì đầu tiên là đợi em một tí ạ. Thì đầu tiên là về bằng cái phương pháp lịch sử cụ thể và bám sát thực tiễn xã hội thuộc địa, thì Hồ Chí Minh công nhận là nhận thấy là cái sự phân hóa giai cấp ở các nước thuộc địa phương Đông thì họ không giống nhau, và ở các nước tư bản phương Tây thì các cái giai cấp thuộc địa có sự khác nhau ít nhiều, nhưng mà nó đều chung một cái số phận mất nước, và giữa họ thì vẫn có những cái tương đồng lớn, dù là địa chủ hay là nông dân thì họ đều phải chịu chung số phận là người nô lệ mất nước. Và nếu như mâu thuẫn chủ yếu ở các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây là mâu thuẫn giữa các cái giai cấp vô sản và tư sản, thì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân, và nó quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở các nước thuộc địa. Và nó dưới các tác động của các chính sách khai thác kinh tế bóc lột tô thuế và cướp lạm dụng đất, thì cùng với những cái chính sách cai trị của chủ nghĩa đế quốc, thì mỗi giai cấp ở thuộc địa có địa vị kinh tế, thái độ chính trị khác nhau, và thậm chí nó còn có lợi ích phát triển ngược chiều nhau, và nó hình thành nên nhiều mâu thuẫn đan xen nhau. Nhưng mà nổi lên trong cái mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu đó chính là cái mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Do vậy là cái cuộc đấu tranh giai cấp nó không diễn ra như ở phương Tây. Đó. Vì là Hồ Chí Minh phân tích là ở xã hội Đông Dương, Ấn Độ hay là Trung Quốc, thì xét về mặt cấu trúc kinh tế thì nó không giống các xã hội phương Tây thời Trung Cổ cũng như là thời cận đại. Và đấu tranh giai cấp ở đó thì nó không quyết liệt như ở đây. Và do mâu thuẫn chủ yếu khác nhau thì cái tính chất cuộc đấu tranh như cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa cũng khác nhau. Nếu như là ở các nước tư bản chủ nghĩa phải tiến hành các cuộc đấu tranh giai cấp, thì ở các nước thuộc địa trước hết phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và đối tượng của cách mạng thuộc địa họ không phải là giai cấp tư sản bản xứ, họ càng không phải là cái giai cấp chủ địa chủ nói chung, mà là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động. Và cách mạng xã hội là lật đổ nền thống trị hiện có và thiết lập một cái chế độ xã hội mới.
Và cách mạng ở thuộc địa thì trước hết nó phải là lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chứ chưa phải là cuộc cách mạng xóa bỏ sự tư hữu, sự bóc lột nói chung. Và Hồ Chí Minh thì cũng luôn luôn phân biệt rõ cái bọn thực dân xâm lược với nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa, người kêu gọi nhân dân các nước phản đối chiến tranh xâm lược thuộc địa và ủng hộ cái cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Và yêu cầu bức thiết nhất của nhân dân các thuộc địa là chính là độc lập nhân dân tộc. Và trong cái phong trào cộng sản quốc tế thì có quan điểm cho rằng là vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là vấn đề nông dân, và chủ trương nhấn mạnh về vấn đề dựng đất, nhấn mạnh đấu tranh trong giai cấp. Và ở các nước thuộc địa thì nông dân họ là lực lượng đông đảo nhất, và thực dân Pháp thống trị và bóc lột nhân dân Việt Nam thì chủ yếu là thống trị và bóc lột nông dân. Và nông dân chính là nạn nhân của những cách cái chính sách thuộc địa bóc lột tô thuế và cướp đoạt ruộng đất. Vì thế nên là kẻ thù số 1 của nông dân chính là cái bọn đế quốc thực dân. Và nông dân có hai yêu cầu, đầu tiên là yêu cầu độc lập dân tộc và ruộng đất, nhưng họ luôn đặt yêu cầu độc lập dân tộc cao hơn so với yêu cầu ruộng đất. Cùng với nông dân thì tất cả các giai cấp và tầng lớp khác nhau thì họ đều có nguyện vọng chung là cứu nòi giống ra khỏi cái cảnh mà nước sôi lửa bỏng, và việc cứu nước là việc chung của cả dân tộc bị áp bức. Và mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa chính là mâu thuẫn dân tộc. Nó quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa, đó chính là giải phóng dân tộc. Và ở trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh của mình thì Nguyễn Ái Quốc đã phân biệt ba loại cách mạng. Đầu tiên là cách mạng tư sản, tiếp đến là cách mạng vô sản, và cuối cùng là cách mạng giải phóng dân tộc. Và đồng thời người nhấn mạnh là tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc. Người giải thích là giai cấp công nhân là bộ phận có số lượng lớn nhất trong dân tộc, nên giải phóng dân tộc chủ yếu là giải phóng nông dân. Và nông dân có yêu cầu về ruộng đất, nhưng nhiệm vụ về ruộng đất cần tiến hành từng bước thích hợp. Và khi đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thì yêu cầu đó đã được đáp ứng một phần, vì ruộng đất của bọn đế quốc và tay sai sẽ thuộc về nông dân. Đế quốc và tay sai nó chính là kẻ thù số một của nông dân, và nó lật đổ chế độ thuộc địa và là nguyện vọng hàng đầu của nông dân. Ở trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thì xác định những cái nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhưng mà nổi lên hàng đầu đó chính là nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc, đã bao hàm một phần giải phóng các cái giai cấp và giải phóng con người. Và ở hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 5 năm 1941 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã kiên quyết dương cao cái ngọn cờ giải phóng dân tộc, nhấn mạnh đó là nhiệm vụ bức thiết nhất, và nó là chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và chỉ tiến hành nhiệm vụ đó ở mức độ thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Và trong nhiều bài nói, bài viết ở thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, người khẳng định là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Và trong kháng chiến chống Mỹ, người nêu rõ là tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Cảnh cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đổ ách thống trị của thực dân, giành độc lập và thành lập chính quyền của nhân dân. Và Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước với ý chí quyết giải phóng cùng nô lệ cho đồng bào. Người tin theo Lenin và quốc tế thứ ba, vì quốc tế thứ ba nó có cái chủ trương giải phóng dân tộc bị áp bức. Và mục tiêu cấp thiết của cách mạng thuộc địa nó chưa phải là quyền giành cái quyền lợi riêng biệt của mỗi giai cấp, mà là quyền lợi chung của toàn dân tộc. Và đó chính là những cái mục tiêu của chiến lược đấu tranh dân tộc, nó phù hợp với xu thế của thời đại và cách mạng chống đế quốc và thời đại giải phóng giai cấp, đáp ứng cái nguyện vọng độc lập tự do của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên thì cho những cái hạn chế trong nhận thức và thực tiễn của cách mạng thuộc địa thì nó lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng giáo điều tà khuynh và nhấn mạnh một chiều đấu tranh giai cấp. Và ở trong cái hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1930 thì đã phê phán những cái quan điểm của Nguyễn Ái Quốc, nhưng mà với bản lĩnh cách mạng kiên cường bám sát thực tiễn thì Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ trương là thay đổi chiến lược từ nhấn mạnh đấu tranh giai cấp sang nhấn mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và hội nghị đã khẳng định dứt khoát là cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là một cuộc cách mạng tư sản nhân dân quyền. Cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề, đầu tiên là phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ giải quyết một vấn đề cần kíp dân tộc giải phóng. Vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giải phóng. Và hội nghị chủ trương tiếp tục là tạm gác cái khẩu hiệu là cách mạng ruộng đất, chỉ chia lại công điền và ruộng đất
tịch thu của việc gian phản quốc cho dân cày nghèo, tức là ruộng đất đang nằm trong tay kẻ thù của dân tộc chứ không phải là của giai cấp địa chủ nói chung, nhằm đánh bại kẻ thù của dân tộc cả về chính trị và kinh tế. Và cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng như là thắng lợi trong 30 năm chiến tranh của cách mạng Việt Nam từ năm 45 đến năm 75, trước hết là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và tư tưởng độc lập tự do của Hồ Chí Minh. Thưa thầy, tiếp theo là phần 2, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi thì phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Thì để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường gắn với những khuynh hướng chính trị khác nhau và những tư tưởng khác nhau. Tất cả phong trào yêu nước vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mặc dù diễn ra vô cùng anh dũng với tinh thần người trước ngã xuống thì người sau đứng dậy, nhưng kết cục đều bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Đất nước lâm vào tình hình đen tối tưởng như không có đường ra. Đó là tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Nó đặt ra yêu cầu bức thiết phải tìm một con đường cứu nước mới, và sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đã bị biến thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cảnh lầm than, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh được chứng kiến các cảnh phong trào cứu nước của ông cha, và người nhận thấy rằng con đường của Phan Bội Châu chẳng khác gì đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Con đường của Phan Chu Trinh cũng chẳng khác gì là xin giặc rủ lòng thương. Con đường của Hoàng Hoa Thám tuy có phần thực tế hơn nhưng vẫn mang nặng cốt cách của phong kiến. Và chính vì thế, mặc dù rất khiêm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng mà Hồ Chí Minh không tán thành các con đường của họ mà quyết tâm ra đi tìm một con đường mới. Và trong khoảng 10 năm vượt qua các đại dương đến với nhân loại cần lao đang đấu tranh ở nhiều châu lục và quốc gia trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp và tìm hiểu lý luận và khảo sát thực tiễn, nhất là ba nước tư bản đang phát triển là thời kỳ ấy là Anh, Pháp và Mỹ. Người đọc Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ tìm hiểu được thực tiễn của cách mạng tư sản Mỹ, đọc Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền của cách mạng Pháp, tìm hiểu cách mạng tư sản Pháp, người nhận thấy rằng là các mệnh Pháp cũng như là cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư sản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực thì trong tước lục công nông ngoài thì nó áp bức thuộc địa, bởi lẽ đó thì người không đi theo con đường cách mạng tư sản đấy. Và Hồ Chí Minh thấy được cách mạng tháng 10 Nga không chỉ là một cách mạng vô sản mà còn là một cách của cách mạng giải phóng dân tộc. Nó nêu tấm gương sáng về sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa và mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Người hoàn toàn tin theo Lenin và quốc tế thứ ba, bởi vì Lenin và quốc tế thứ ba đã bênh vực cho các dân tộc bị áp bức. Người thấy trong lý luận của Lenin một phương hướng mới để giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Trong bài Cuộc Kháng Chiến, Hồ Chí Minh có viết là chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà mạng có các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người khẳng định là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Sau đây thì em sẽ nói về phần cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc phân tích, phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công. Việc giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng bào, cho nhân loại là việc to tát nên phải gắng sức. Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được. Ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối tiếp. Theo làm thì phải xong, muốn làm cách mạng thì phải bền gan, đồng chí đồng lòng và quyết tâm, là phải biết cách làm thì làm mới chóng. Sửa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới ấy rất là khó, nhưng biết cách làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được. Thế thì không khó, khó dễ cũng tại mình quyết chí làm thì làm được. Nhưng muốn làm cách mạng trước phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu. Cách mạng phải hiểu phong triều thế giới, phải bày sách lược cho dân, vậy nên sức mạnh phải tập trung, muốn tập trung phải có cách đảng cách mạng. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, người khẳng định trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có
Vũng Thuyền mới chạy. À, đầu năm 1930, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm cốt, có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật, nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của